Con không còn là con nít nữa đâu à. Vào buổi tối hôm nay, Asia sẽ đến nhà của Sara để ngủ. Chuyện đi đến đâu một mình như thế này là lần đầu tiên đối với Asia. Asia thật sự rất vui. Hãy nhìn sâu vào chiếc cặp mà Asia đã chuẩn bị nào. Trong cặp Asia có một chú thỏ bông mà Asia luôn ôm ngủ, một hộp bút chì màu, cục gôm, bảng pha màu và chiếc cọ vẽ, bộ pyjama mặc khi ngủ cùng với một bộ đồ ngủ khác để lỡ như đá dầm có thể thay, kem đánh răng và bàn chải đánh răng, cây lược chải, dép trong nhà, album và truyện tranh để đọc trước khi ngủ. Mẹ Asia thường hay nhìn và nói với Asia rằng: "Asia à, không phải là nhất định phải đến nhà Sara đâu, nếu con không muốn đi thì đừng có đi, được mà." Ngay lúc đó, Asia thở dài và đáp lại rằng: "Mẹ à, giờ con không còn là con nít nữa đâu mà." Chà, bây giờ là thời gian mà Asia phải đi rồi. Mẹ Asia rì rầm nhỏ vào tai mẹ Sarang rằng: "Bởi vì đây là lần đầu mà đứa trẻ nhà tôi đi đến đâu đó chỉ có một mình, nên là nếu Asia có nhớ nhà thì ngay lập tức điện thoại cho tôi nha. Tôi sẽ đến trở về ngay." "Mẹ ơi, con đi đây." "Đi đi. Đi rồi về cẩn thận nhé, đứa trẻ này." Thật sự thì Asia đã đi mất rồi. Mẹ Asia không biết giờ đây mình phải làm gì. Tốt thôi, mẹ Asia đã quyết định rằng mình sẽ đến nhà hàng để dùng bữa. Trước tiên là phải chuẩn bị để đi ra ngoài đã, vì sẽ phải không cần lo cho Asia nên. Mẹ Asia vừa soạn tóc tai vừa lầm bầm. Ngay lúc đó, Asia thì đã đến nhà Sara và rất rất vui vì điều đó. Còn ở nhà hàng thì mẹ Asia không có đói bụng chút nào. Mẹ Asia chỉ nghĩ về Asia. Nếu đưa cải bó xôi mà Asia rất ghét thì sao đây? Ngay lúc đó thì Asia. Trời ơi, bé đang ăn banh chan cải bó xôi một cách ngon lành. Mẹ Asia bất ngờ dùng bữa nhanh chóng. Nếu lúc nãy Asia vừa gọi thì sao đây? Asia sẽ không biết nhà hàng mình đã đến. Ngay lúc đó, Asia thì đang chơi đùa cùng Sara mà không có bận tâm gì cả. Mẹ Asia đã trở về. Nhưng máy để lại lời nhắn thì không có một tin nhắn nào cả. Người mẹ đã đi tắm để có thể giải tỏa được những căng thẳng trong lòng mình. Nhưng dù khi đang tắm, người mẹ cũng chỉ nghĩ đến Asia.
Asia thực sự ghét bị bắt đi tắm. Ngay lúc đó, Asia thì đang nghịch nước rất vui với Sarah. Sau khi tắm rồi đi ra thì người mẹ đã định đọc sách. Nhưng mà đến sách cũng không thể tập trung đọc được. Nếu bố mẹ nhà Sarah không đọc truyện cổ tích lúc có Asia thì sao đây? Nếu mà Asia không nghe truyện thì sẽ không ngủ được. Ngay lúc đó, Asia thì đừng nói đến là truyện tranh, mà những đứa trẻ đang say mê thích thú vào câu chuyện mà bố của Sarah kể lại. Người mẹ đã kiểm tra hơn 10 lần chiếc điện thoại vì đã nghĩ rằng nó có lẽ đã bị hỏng. Asia đang không thể đưa ra yêu cầu gọi điện thoại hay sao ta? Đứa bé tội nghiệp của tôi. Ngay lúc đó, Asia thì đang đùa giỡn nhảy lên xuống ầm ầm trong phòng Sarah. Trời ơi, người mẹ đã phát hiện ra thỏ bông mà Asia luôn ôm ngủ. Có lẽ nó đã rơi ra từ chiếc cặp của Asia. Asia, đứa trẻ đáng thương của mẹ. Ngay lúc đó, Asia thì đang ôm con gấu bông của Sarah vào chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc thì người mẹ cũng đã không thể chịu được và gọi điện đến nhà Sarah. Alo, Asia vẫn tốt chứ? Vâng, cô bảo bé đã ngủ rồi đấy ạ. À? Thật sự sao ạ? À không, đừng gọi bé dậy. Vâng, tôi cũng ngủ đây. Vậy thì chúc cô ngủ ngon nhé. Người mẹ đã tiến vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, người mẹ đã gặp Asia. Ngay lúc đó, Asia thì trong giấc mơ cũng đã gặp mẹ. Con không còn là con nít nữa đâu à. Vào buổi tối hôm nay, Asia sẽ đến nhà của Sarah để ngủ. Chuyện đi đến đâu một mình như thế này là lần đầu tiên đối với Asia. Asia thật sự rất vui. Hãy nhìn sâu vào chiếc cặp mà Asia đã chuẩn bị nào. Trong cặp Asia có một chú thỏ bông mà Asia luôn ôm ngủ. Một hộp bút chì màu, cục gôm, bảng pha màu và chiếc cọ vẽ bộ pyjama mặc khi ngủ cùng với một bộ đồ ngủ khác để lỡ như đái dầm có thể thay. Kem đánh răng và bàn chải đánh răng, cây lược chải, dép trong nhà, album và truyện tranh để đọc trước khi ngủ. Mẹ Asia thường hay nhìn và nói với Asia rằng: "Asia à,
Không phải là nhất định phải đến nhà Sara đâu, nếu con không muốn đi thì đừng có đi, được mà. Ngay lúc đó, Asia thở dài và đáp lại rằng: Mẹ à, giờ con không còn là con nít nữa đâu mà. Chà, bây giờ là thời gian mà Asia phải đi rồi. Mẹ Asia rì rầm nhỏ vào tai mẹ Sarang rằng: Bởi vì đây là lần đầu mà đứa trẻ nhà tôi đi đến đâu đó chỉ có một mình, nên là nếu Asia có nhớ nhà thì ngay lập tức điện thoại cho tôi nha. Tôi sẽ đến trở về ngay. Mẹ ơi, con đi đây. Đi đi. Đi rồi về cẩn thận nhé, đứa trẻ này. Thật sự thì Asia đã đi mất rồi. Mẹ Asia không biết giờ đây mình phải làm gì. Tốt thôi, mẹ Asia đã quyết định rằng mình sẽ đến nhà hàng để dùng bữa. Trước tiên là phải chuẩn bị để đi ra ngoài đã. Vì sẽ phải không cần lo cho Asia nên mẹ Asia vừa soạn tóc tai vừa lầm bầm. Ngay lúc đó, Asia thì đã đến nhà Sara và rất rất vui vì điều đó. Còn ở nhà hàng thì mẹ Asia không có đói bụng chút nào. Mẹ Asia chỉ nghĩ về Asia. Nếu đưa cải bó xôi mà Asia rất ghét thì sao đây? Ngay lúc đó thì Asia. Trời ơi, bé đang ăn banh chan cải bó xôi một cách ngon lành. Mẹ Asia bất ngờ dùng bữa nhanh chóng. Nếu lúc nãy Asia vừa gọi thì sao đây? Asia sẽ không biết nhà hàng mình đã đến. Ngay lúc đó, Asia thì đang chơi đùa cùng Sara mà không có bận tâm gì cả. Mẹ Asia đã trở về. Nhưng máy để lại lời nhắn thì không có một tin nhắn nào cả. Người mẹ đã đi tắm để có thể giải tỏa được những căng thẳng trong lòng mình. Nhưng dù khi đang tắm, người mẹ cũng chỉ nghĩ đến Asia. Asia thật sự ghét bị bắt đi tắm. Ngay lúc đó, Asia thì đang nghịch nước rất vui với Sara. Sau khi tắm rồi đi ra thì người mẹ đã định đọc sách. Nhưng mà đến sách cũng không thể tập trung đọc được. Nếu bố mẹ nhà Sara không đọc truyện cổ tích lúc có Asia thì sao đây? Nếu mà Asia không nghe truyện thì sẽ không ngủ được. Ngay lúc đó, Asia thì đừng nói đến là truyện tranh, mà những đứa trẻ đang say mê thích thú vào câu chuyện mà bố của Sara kể lại. Người mẹ đã kiểm tra hơn 10 lần chiếc điện thoại vì đã nghĩ rằng nó có lẽ đã bị hỏng. Asia đang không thể đưa ra yêu cầu gọi điện thoại hay sao ta? Đứa bé tội nghiệp của tôi. Ngay lúc đó, Asia thì đang đùa giỡn nhảy lên xuống ầm ầm trong phòng Sara.
Trời ơi, người mẹ đã phát hiện ra thỏ bông mà Asia luôn ôm ngủ. Có lẽ nó đã rơi ra từ chiếc cặp của Asia. Asia, đứa trẻ đáng thương của mẹ. Ngay lúc đó, Asia thì đang ôm con gấu bông của Sarah và chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc thì người mẹ cũng đã không thể chịu được và gọi điện đến nhà Sarah. Alo, Asia vẫn tốt chứ? Vâng, cô bảo bé đã ngủ rồi đấy ạ. À? Thật sự sao ạ? À không, đừng gọi bé dậy. Vâng, tôi cũng ngủ đây. Vậy thì chúc cô ngủ ngon nhé. Người mẹ đã tiến vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, người mẹ đã gặp Asia. Ngay lúc đó, Asia thì trong giấc mơ cũng đã gặp mẹ. Con không còn là con nít nữa đâu à. Vào buổi tối hôm nay, Asia sẽ đến nhà của Sarah để ngủ. Chuyện đi đến đâu một mình như thế này là lần đầu tiên đối với Asia. Asia thật sự rất vui. Hãy nhìn sâu vào chiếc cặp mà Asia đã chuẩn bị nào. Trong cặp Asia có một chú thỏ bông mà Asia luôn ôm ngủ. Một hộp bút chì màu, cục gôm, bảng pha màu và chiếc cọ vẽ bộ pyjama mặc khi ngủ cùng với một bộ đồ ngủ khác để lỡ như đái dầm có thể thay. Kem đánh răng và bàn chải đánh răng, cây lược chải, dép trong nhà, album và truyện tranh để đọc trước khi ngủ. Mẹ Asia thường hay nhìn và nói với Asia rằng: "Asia à, không phải là nhất định phải đến nhà Sarah đâu, nếu con không muốn đi thì đừng có đi, được mà." Ngay lúc đó, Asia thở dài và đáp lại rằng: "Mẹ à, giờ con không còn là con nít nữa đâu mà." Chà, bây giờ là thời gian mà Asia phải đi rồi. Mẹ Asia rì rầm nhỏ vào tai mẹ Sarah rằng: "Bởi vì đây là lần đầu mà đứa trẻ nhà tôi đi đến đâu đó chỉ có một mình, nên là nếu Asia có nhớ nhà thì ngay lập tức điện thoại cho tôi nha. Tôi sẽ đến trở về ngay." "Mẹ ơi, con đi đây." "Ừ, đi đi. Đi rồi về cẩn thận nhé, đứa trẻ này." Thật sự thì Asia đã đi mất rồi. Mẹ Asia không biết giờ đây mình phải làm gì. Tốt thôi. Mẹ Asia đã quyết định rằng mình sẽ đến nhà hàng để dùng bữa. Trước tiên là phải chuẩn bị để đi ra ngoài đã. Vì sẽ phải không cần lo cho Asia nên mẹ Asia vừa soạn tóc
tóc tai vừa lầm bầm. Ngay lúc đó, Asia thì đã đến nhà Sarah và rất rất vui vì điều đó. Còn ở nhà hàng thì mẹ Asia không có đói bụng chút nào. Mẹ Asia chỉ nghĩ về Asia. Nếu đưa cải bó xôi mà Asia rất ghét thì sao đây? Ngay lúc đó thì Asia, trời ơi, bé đang ăn banh chan cải bó xôi một cách ngon lành. Mẹ Asia bất ngờ dùng bữa nhanh chóng. Nếu lúc nãy Asia vừa gọi thì sao đây? Asia sẽ không biết nhà hàng mình đã đến. Ngay lúc đó, Asia thì đang chơi đùa cùng Sarah mà không có bận tâm gì cả. Mẹ Asia đã trở về. Nhưng máy để lại lời nhắn thì không có một tin nhắn nào cả. Người mẹ đã đi tắm để có thể giải tỏa được những căng thẳng trong lòng mình. Nhưng dù khi đang tắm, người mẹ cũng chỉ nghĩ đến Asia. Asia thực sự ghét bị bắt đi tắm. Ngay lúc đó Asia thì đang nghịch nước rất vui với Sarah. Sau khi tắm rồi đi ra thì người mẹ đã định đọc sách. Nhưng mà đến sách cũng không thể tập trung đọc được. Nếu bố mẹ nhà Sarah không đọc truyện cổ tích lúc có Asia thì sao đây? Nếu mà Asia không nghe truyện thì sẽ không ngủ được. Ngay lúc đó, Asia thì đừng nói đến là truyện tranh, mà những đứa trẻ đang say mê thích thú vào câu chuyện mà bố của Sarah kể lại. Người mẹ đã kiểm tra hơn 10 lần chiếc điện thoại, vì đã nghĩ rằng nó có lẽ đã bị hỏng. Asia đang không thể đưa ra yêu cầu gọi điện thoại hay sao ta? Đứa bé tội nghiệp của tôi. Ngay lúc đó Asia thì đang đùa giỡn nhảy lên xuống ầm ầm trong phòng Sarah. Trời ơi, người mẹ đã phát hiện ra thỏ bông mà Asia luôn ôm ngủ. Có lẽ nó đã rơi ra từ chiếc cặp của Asia. Asia, đứa trẻ đáng thương của mẹ. Ngay lúc đó, Asia thì đang ôm con gấu bông của Sarah và chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc thì người mẹ cũng đã không thể chịu được và gọi điện đến nhà Sarah. Alo, Asia vẫn tốt chứ? Vâng, cô bảo bé đã ngủ rồi đấy ạ. Thật sự sao ạ? À không, đừng gọi bé dậy. Vâng, tôi cũng ngủ đây. Vậy thì chúc cô ngủ ngon nhé. Người mẹ đã tiến vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, người mẹ đã gặp Asia. Ngay lúc đó, Asia thì trong giấc mơ cũng đã gặp mẹ.